Xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng bạn đã đến với video của mình. Thì ở video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết cái mẹo nhận biết ung thư phổi. Như các bạn đã biết thì ung thư phổi là một trong cái bệnh rất là nguy hiểm. Nó là một trong những cái bệnh mà gây lên tỷ lệ tử vong hàng đầu. Nhưng mà nó lại không có nhiều các cái dấu hiệu hay là cái cách để nhận biết ở những giai đoạn sớm. Việc phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn sớm sẽ giúp chúng ta có nhiều khả năng chữa trị hơn và kéo dài thời gian sống của bệnh nhân hơn. Thì ở video này mình xin chia sẻ với các bạn một số các cái mẹo để phát hiện ra ung thư phổi sớm nhé. Các bạn là tổ chức nghiên cứu của Anh thì khi mà người bệnh bị ung thư phổi, nó sẽ phát hiện là nó sẽ biểu hiện trên khuôn mặt có một số các cái biểu hiện như sau. Các bạn hãy căn cứ vào đó để nhận biết nhé. Thứ nhất là sụp mí mắt một bên, đồng tử bên sụp mí co nhỏ lại, không ra mồ hôi một bên mặt. Các triệu chứng này xảy ra do khối u chèn ép dây thần kinh từ cổ lên mặt. Ngoài ra, bệnh nhân còn có thể có những triệu chứng khác như ho kéo dài, ho ra máu, khó thở thường xuyên, mệt mỏi và sụt cân không rõ nguyên nhân, đau ngực khi thở hoặc khi ho. Các bạn chú ý những cái dấu hiệu này. Nếu như các bạn mà cảm thấy bản thân hoặc là người thân, người nhà, bạn bè có những cái dấu hiệu này thì các bạn hãy khuyên họ nên đi đến các cơ sở y tế chúng ta có cái khám và điều trị càng sớm càng tốt. Ngoài ra thì hút thuốc lá cũng là nguyên nhân gây ung thư phổi hàng đầu. Theo một tổ chức ung thư ở Anh thì việc bỏ thuốc lá sau 10 năm, nguy cơ ung thư phổi sẽ giảm đi một nửa so với người hút thuốc. Ngoài việc bỏ thuốc lá thì chế độ ăn lành mạnh cũng giúp giảm thiểu nguy cơ ung thư. Chúng ta nên ăn nhiều các loại rau và trái cây giúp giảm thiểu nguy cơ ung thư phổi, đặc biệt là ung thư phổi loại tế bào vẩy trên những người đang hút thuốc lá. Sự đa dạng của các loại trái cây và rau quả được tiêu thụ cũng giảm nguy cơ ung thư phổi dạng tế bào vẩy. Ngoài ra, kết hợp với cái chế độ ăn khoa học và hợp lý thì còn có cái nữa là thể dục thể thao thường xuyên sẽ làm giảm nguy cơ ung thư phổi. Khuyến cáo mức thể dục tối thiểu cho người lớn ít nhất 150 phút với cường độ trung bình, kèm theo những bài tập cường độ mạnh ít nhất 2 lần mỗi tuần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Chúc các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe. Và các bạn hãy nhấn chuông, nhấn đăng ký để nhận được những video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt và hẹn gặp lại.